Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn là mình đang đi tỉa cành ổi. Bớt thì để cho nó rồi vào cái cành tua để cho nó ra quả, nhiều quả các bạn nhá. Đó, bớt những cái cành. Đấy các bạn. Mình chỉ bớt những cái cành này. Cái cành lưỡi ổi hơn nhũa đó. Mình chỉ những cái kia. Tỉa cắt những cái cành ổi nhũa để cho nó rồi vào những cành tua các bạn. Đây mình đang tỉa những cái cành ổi nhũa để cho nó rồi vào những cái cành tua. Thấy không nó? Hả? Thấy không? Có sáng. Đấy. Cái cành nhỏ đây các bạn nhá. Cành ổi trên rồi và những cái cành ổi tua đến ra quả, nhiều quả lắm các bạn. Bà nó xa xa tí. Đọc bàn quang tình của mình mềm là hãy đọc bàn quang. Lại đưa cho lấy không ăn. Ăn rồi. Có làm quả mềm mà. Cắn nó dễ ăn cắn. Nó giữ những cái cành ổi này thôi. Ừ, thâm ngánh thôi. Tỉa những cái cành ổi các bạn nhé. Những cái cành ổi nhũa là chấn rồi và những cái cành ổi tua các bạn. Chấn ra quá nhiều quá các bạn nhé. Ổi này các bạn nhé. Quá như là nhiều quá các bạn. Nó bớt cành nó chấn rồi và quá các bạn. Các bạn nhé, tỉa cành các bạn, ăn quả này các bạn, quả này các bạn nhé, đang tỉa cành đến rồi vào quả đây các bạn nhé, đang tỉa cành mới rồi các bạn. Tốn hơn 5 phút nữa. Quả mà thấy cái tôi chua lại hoa là này là quả này rồi. Quả ổi đó. Quả ổi tua thì là các bạn. Rồi với những cây cành tua đến ra quả chấn được nhiều các bạn nhé. Mình chỉ những cái cành ổi này các bạn. Những quả ổi này các bạn. Chỉ ăn đi là lán rồi với những quả ổi tua đi, thấy không? Bài hơn rồi. Đúng rồi đó.
Video của mình đến đây là xong. Xin chào tạm biệt các bạn.